Ngày 14 tháng 10, đồng chí Phan Thuận Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Núi Sam trao giấy khen cho tập thể và hai cá nhân đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban quản trị lăng viếng Núi Sam có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vụ cháy ở khóm Vĩnh Tây 1. Tại buổi lễ khen thưởng, đồng chí Phan Thuận Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể cá nhân đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban quản trị lăng miếu núi Sam. Mặc dù là đội chữa cháy cơ sở nhưng đã kịp thời chữa cháy có hiệu quả ban đầu khi vụ cháy xảy ra, đồng thời phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lây lan qua các khu vực khác. Việc khen thưởng là hành động thiết thực của Ủy ban nhân dân phường nhằm động viên khích lệ tinh thần cho tập thể, các cá nhân của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban quản trị lăng miếu núi Sam, góp phần lan tỏa phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường.